Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái airdrop ở trên ví điện tử SEPA. Ví SEPA thì trước đây mình đã làm khá là nhiều cái dự án ở trên ví SEPA rồi. Thế nhưng mà dự án này thì nó sẽ dành cho ACC mới, cho tài khoản mới. Vì thế cho nên mọi người có thể bỏ cái ACC cũ. Các bạn có thể lưu lại key hoặc là lưu lại ký tự đặc biệt để chúng ta login sau. Còn cái ví này thì chúng ta sẽ tải ví mới các bạn nhé. Bạn nào mà chưa có ví mới, chưa có link tải thì các bạn có thể ấn vào link ở bên dưới video. Mình đã cho một cái link để các bạn tải app về. Đây, các bạn có thể tải Mobile, Bonsler hoặc là các thứ ở đây hết nhé. Tiếp theo nữa này thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một số yêu cầu để chúng ta có thể tham gia vào cái sự kiện này là chúng ta phải có tiền. Đấy, ở đây blog nó cũng có chia sẻ khoảng 1 triệu SMP. SMP là một cái token của ví và cũng đã list khá là nhiều sàn rồi, có list Binance nữa đấy mọi người ạ. List cũng khá là lâu rồi, làm cũng dự án này ví này cũng khá là lâu, từ năm 2018 hay sao đó mọi người. Thì giá của nó bây giờ khởi điểm giá của nó bây giờ đang khoảng 0,7 đến 0,8 đô la gì đấy nhá. SFP trên USDT. Thì cái dự án này thì nó sẽ có một số cái nhiệm vụ và yêu cầu chúng ta phải làm. Tải app thì khá là đơn giản thôi, mọi người tải app về, sau đấy thì mọi người nhớ là chúng ta tải đăng ký vào ví mềm. Sau đấy thì mọi người nhớ là quẹt cái vân tay. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ lưu lại 12 ký tự đặc biệt. Khi lưu lại xong thì mọi người sẽ ấn vào Next thì nó sẽ yêu cầu mình đánh từ 1 đến 12 cái ký tự mà mình đã ghi ra. Thì các bạn nhớ là đánh cho mình từ 1 đến 12. Tiếp theo nữa thì họ sẽ yêu cầu mình có một cái quẹt hình nhé, cái kéo hình đấy, thì chúng ta kéo một cái hình và cái hình đấy thì chúng ta phải nhớ nhé. Tiếp theo nữa là cái mật khẩu đấy, mật khẩu chúng ta cũng phải nhớ nhé, lần sau ví dụ rút hay các thứ là nó sẽ yêu cầu mật khẩu nhé. Đấy, sang vào trong ví, và trong ví thì mình sẽ để cái thông gì nhỉ, hình ảnh để cho mọi người cùng ấy nhé. Và trong ví thì mọi người ấn vào phần DAPPS. Đây, mình sẽ next lên cho các bạn xem. Vào trong thì mọi người ấn vào chỗ phần DAPPS này. Đấy, khi này là mình đã lập ví xong rồi nhé. Các bạn chọn cho mình cái phần SFP iRock, các bạn ấn vào cho mình hoặc là ấn vào cái biểu tượng ở đây. Tiếp theo thì nó sẽ ra một số cái nhiệm vụ. Cái phần rep này thì là các bạn điền cái rep code của mình nhé. Mình để một cái rep code ở bên dưới thì các bạn điền vào cái chỗ nó trống trống này, đây enter rep code này. Còn ở trên này là rep của các bạn nhé, mã giới thiệu của các bạn nhé. Nếu các bạn muốn mời ai thì các bạn copy được cái ví giới thiệu này nhé. Đấy, tiếp theo là nếu mà các bạn chưa có, nó chưa hiện USDT ấy, thì các bạn ấn vào đây để tích những cái USDT này lên nhé. Đấy, BEP20 cũng có này thì các bạn tích lên nhé. Đấy, các bạn phải chú ý cho mình là các bạn chuyển từ đâu nhé. Ví dụ chuyển từ ví Tron thì các bạn sẽ ấn vào là USDT Tron. Các bạn chuyển từ ERC20 thì các bạn chuyển từ Ethereum ấy thì các bạn sẽ chuyển cái ví này. Còn các bạn chuyển từ Tether bình thường thì là này, BEP20 thì các bạn chọn cái này nhé, BEP20 đây. Đấy, tức là mạng BSC đấy. Các bạn phải chú ý cho mình nhé, mạng BSC có hai cái nhé. Có một cái là cái đầu của nó là BBBB ấy, BBBNB đấy, còn một cái là 0x này, đấy nó khác nhau đấy nhá. Các bạn chú ý cho mình nhá. Đấy, tiếp theo là các bạn ấn vào đây, ví dụ cái ví này này là cái ví BEP nhưng mà nó có hai cái ví BEP nhá. Cái ví BEP này là cái ví BEP khác nha mọi người. Cái ví BNB1 này là cái ví mạng BSC là khác nha. Mọi người chú ý cho mình là chuyển và phiền chuyển đúng nhá. Đấy. Ok cho mọi người. Thì nó sẽ có một số nhiệm vụ và chúng ta yêu cầu chúng ta phải làm thì nó sẽ có nhiệm vụ như thế này. Đấy, connect và transfer này, make a swap này, participate in DeFi này, trade và exchange này. Đấy, thì cái này thì chúng ta sẽ đọc cái bài viết ở đây để nó hướng dẫn cho mình nhé. Mọi người có thể dịch ra tiếng Việt này. Cái phần đầu tiên là yêu cầu chúng ta, cái bước đầu tiên mà chúng ta yêu cầu là bắt buộc đó là chúng ta phải làm nhiệm vụ này. Chúng ta lưu trữ khoảng USDT, USDC hoặc là BUSD ít nhất là khoảng 100 đô la ở trên Ethereum ERC20 hoặc là BEP20 trong suốt cái chiến dịch nhé. Tức là chúng ta không được xuống dưới 100 USDT, thì nói chung là chúng ta chuyển vào 110 hoặc là 120 gì đấy
cũng được, không sao cả, hoặc là 101 là được nhé. Cái này là bắt buộc này, nó ghi lưu trữ và bắt buộc là được hai chia sẻ, tức là chúng ta kiếm được càng nhiều chia sẻ càng tốt nhé. Đấy. Ví kết nối ví mở rộng này, bạn có thể xem hướng dẫn nhiệm vụ này ở đây. Đấy, thì chúng ta ấn vào đây để xem này. Đấy, ở đây nó có cả video ấy nhé. Chuyển sang Spacecoin và ví của bạn, xác minh tác vụ trong STP Dev DIPP trước khi bắt đầu này, chuẩn bị ứng dụng này, lưu trữ này, rồi đây nó cũng hướng dẫn như mình thôi, receipt này thì chọn B này. Đấy, ấn vào iDrop này, ấn vào join này. À, cái này thì mình đã hô rồi, ấn vào verify thôi. Cái các bạn chuyển tiền vào hô xong thì các bạn ấn vào cái phần join này, đây join này, sau đấy các bạn ấn vào verify nhé. Đấy là cái phần đầu tiên nhé. Đấy, cái phần đầu tiên là phần bắt buộc đó, là được hai sale kết nối ví mở rộng, thực hiện lệnh hoán đổi thì nó cũng có tùy chọn, cũng có cái nhiệm vụ ở đây. Đấy, mọi người cũng có thể lên đây để đọc nè. Đấy, ở đây thì nó cũng có yêu cầu đây. Đấy, chúng ta vào đây swap nhé. Go to CFI Space. À, đây, click vào swap button. Đấy, chúng ta ấn swap này, đây. Nó chỉ hết đấy, mọi người ạ. Đấy, mark lên. Swap sang. Đấy, cho nó send first, send first, send first này. Come back và verify vào cái chỗ WO này. Chuột của tôi tự dưng bị làm sao vậy? Đấy, ấn vào đây, DAPPS này. À, ấn vào CPAROP này. Đấy, sao lại quay lại đây này, ấn vào join này. Kéo xuống dưới ấn verify này. Nó có hướng dẫn hết rồi mọi người ạ. Đấy, vì thế cho nên là mình sẽ không hướng dẫn lại nữa nhé mọi người nhé. Các bạn vào đây và xem hướng dẫn và xem là mình làm được những cái nào thì mình sẽ làm để kiếm sale nhé. Còn cái phần đầu tiên là yêu cầu bắt buộc là chúng ta phải hold 100 USDT ở trên ví, thì là cái này bắt buộc. Còn mấy cái dưới thì các bạn kiếm được càng nhiều sale càng tốt nha mọi người. Đấy, các bạn giới thiệu bạn bè thì cũng được xem sale đấy. Nhưng không biết nó có cho nhiều không. Đấy thì như thế thì mình đã hướng dẫn qua qua cho các bạn cái dự án này rồi thôi nhé. Thì các bạn nào mà chưa có làm ấy thì các bạn đăng ký và làm theo hướng dẫn nhé. Còn cái gì nhỉ? Cái code rep thì mình có để ở bên dưới video cho mọi người nhé. Đấy, bạn nào mà chưa có code rep thì các bạn đánh vào ủng hộ admin nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.